Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Sáng sớm ngày hôm nay thì anh sẽ quay cho một số anh em yêu cầu Thành quay cá giống. Thì trước mặt các bạn đây là một cái cặp cá siêu phẩm các bạn nha, siêu phẩm về dòng coi Nemo Galaxy Gold Cooper với bộ đuôi Superstar. Và đây là em cá trống đây các bạn. Đối với cái tiêu chuẩn cá giống thì lúc nào anh em nhà Thành Sóc Trăng cũng chia sẻ cho tất cả các bạn là tơ sung zin không cận huyết các bạn nha, tơ sung zin không cận huyết. Đó là cái bốn tiêu chí mà chúng ta nên chọn. Về cơ bản cá beta thì trên thị trường có muôn hình dạng trạng để chúng ta lựa chọn các bạn nha. Rất là nhiều loại và rất là nhiều mức giá khác nhau và cái tiêu chuẩn đánh giá thì tùy theo chạy. Tuy nhiên ở đây anh em nhà Thành Sóc Trăng chia sẻ cá giống cho tất cả các bạn thì thật anh bao luôn cái chất lượng bầy cá con khi chúng ta ép ra các bạn nhé. Đó là điều cam kết của anh em nhà Thành Sóc Trăng mà ít có chạy nào làm được các bạn. Và ít có chạy nào làm được các bạn nha. Bây giờ ở đây thật anh chuyên sâu về coi nói chung thì ở đây thật anh biết cái bộ gen của cá beta thật anh tới đâu các bạn và mới dám khẳng định với tất cả các bạn điều đó. Và đây là em cá trống cực kỳ chất lượng luôn các bạn nha. Đây màu sắc vừa full thôi các bạn, đậm màu thì chưa đâu. Các bạn về các bạn ép một cái đi rồi nó sẽ đậm màu, nó sẽ full màu và cá nó bung sai rất là nhanh các bạn. Đây là em cá máy này, các bạn thấy không, màu sắc rất tốt các bạn nha. Ở đây thì những em cá này thì sáng nay thì anh sẽ quay cho khách hàng theo yêu cầu. Mà nếu các bạn nào đến sau các bạn thích những cái cặp cá đại loại như thế này mà nếu mà khách hàng đã chốt rồi thì các bạn cứ việc inbox cái mã số cho Thạch Anh, Thành sẽ lựa tương đồng cho mình các bạn nha. Form cá cực gắt các bạn, đây em cá trống nguyên một cái khăn hoàng, nó dài thòn lòn luôn các bạn, nó gấu nó gầu dễ sợ luôn. Em có máy đây, bụng căng trứng dội trứng đã xệ các bạn nha. Về các bạn form khoảng 5 hoặc 7 ngày các bạn ép được rồi các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn, đây là cặp cá mã số 02, đây là cặp Get Galaxy Gold các bạn nha. Và đây là em cá trống này các bạn, các bạn thấy khủng khiếp chưa, form gấu, đầu tròn, tai bơi full, Galaxy thì đều dày và dãy thì dãy nhuyễn các bạn nha. Đây em cá trống này các bạn, Thành chi tiết cho tất cả các bạn xem, cực kỳ chất lượng luôn các bạn nha. Và bên trên là em cá máy này các bạn, em cá máy thì Galaxy dày, màu rất tươi, bụng đã căng trứng. Các bạn nhìn thấy cái dồi trứng ở bên dưới cái khăn hoàng của nó đó các bạn, cái cục trắng trắng đó nó đã xệ xuống rồi, thì về cơ bản thì nó sắp sửa làm mẹ được rồi đó các bạn nha. Thì những cái cặp cá này thì anh quay cho khách hàng cái tiêu chuẩn là về chúng ta phải form lên các bạn nha, phải form lên cho nó sung, nó làm quen với nguồn nước, nó làm quen với dụng cụ nuôi, nó làm quen với cái thức ăn mới. Thì khoảng 5 đến 7 ngày chúng ta ép là đẹp các bạn nha, là đẹp. Lúc đó thì cá trống cá máy nó sung, nó khỏe mạnh, nó đẹp. Thì chúng ta ép con cá trống nó dắt hết trứng cá máy nó mới tốt các bạn nha. Thì Thành chia sẻ cho tất cả các bạn những cái cặp giống, kể cả những các bạn không có lấy cá tại trại cá beta Thành Anh, trong quá trình chơi cá đó có những vấn đề gì khó khăn hoặc là mình chưa rõ thì các bạn hãy inbox cho Thành Anh, Thành sẽ sẵn sàng trả lời cho mình các bạn nha. Không nhất thiết là phải mua cá tại trại cá beta Thành Anh, Thành mới trả lời cho mình. Đó là điều cam kết của anh em nhà Thành Sóc Trăng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Các bạn nha. Tiếp theo chiếc mạnh nhỏ của bạn, đây là cặp cá mã số 03, đây là cặp koi Yellow Cooper Galaxy Gold. Đối với cái thể loại koi Yellow Cooper Galaxy Gold này thì Thành Anh không có bán cá bầy các bạn. Như tất cả các bạn đã biết ngày hôm qua thì Thành Anh có bán hai bầy trong buổi chiều các bạn nha, trong buổi chiều. Gồm có hai bầy koi Nemo Galaxy Gold Cooper. Thì được một cái anh khách hàng ở Đồng Nai chốt và một cái anh khách hàng ở Bạc Liêu lên tự lấy các bạn hai bầy. Và đây là cái thể loại mà Thành Anh không có bán cá bầy, chỉ form để phục vụ cho anh em về cá giống thôi, anh em về tự trải nghiệm. Và cái thể loại này thì rất là VIP các bạn nha. Trong cái hệ coi đó, nó có coi Nemo, nó có coi Get và nó có coi Yellow. Thì coi Yellow Galaxy Gold Cooper tại trại cá beta Thành Anh thì nó cực kỳ chất lượng các bạn, màu sắc rất là tươi, Galaxy Gold thì dày đều và Cooper rất mạnh. Và chơi cái hệ phong thủy đó thì nó cũng rất là hay các bạn nha, vàng đồng vàng trên một cái em cá về mình chơi phong thủy cũng rất là tốt. Và đây là em cá máy đây, quá VIP các bạn nha. Đây là những cái cặp cá mà sáng nay Thành quay theo yêu cầu của khách hàng về cái tiêu chuẩn cá giống. Nếu các bạn xem những cái cặp cá này mà mình thấy ưng ý, hãy inbox cho Thành cái mã số, Thành kiểm tra, nếu mà còn thì Thành sẽ tiến hành chốt đơn cho mình, còn nếu mà không còn thì Thành sẽ quay tương đồng cho mình các bạn nhé.
Đây các bạn, trước màn nhỏ các bạn, đây là cặp coin Nemo Galaxy Gold Cooper Multi mà sáng nay thì anh quay cho một cái em khách hàng. Cái em khách hàng này thì chưa từng mua cá tại trại cá Beta Thạch Anh Sóc Trăng các bạn, và biết Thạch Anh qua kênh YouTube và em ấy rất là hâm mộ anh em nhà Thành Sóc Trăng. Đó là nguyên nhân em ấy nói với anh em nhà Thành Sóc Trăng như vậy. Và em ấy thích loại coin Multi rất là nhiều màu, thì yêu cầu Thạch Anh quay những cái cặp cá như vậy. Thì hôm nay, sáng ngày hôm nay, anh em nhà Thành Sóc Trăng quay cho cái em khách hàng đó đây. Cặp cá giống tơ sung zin không cần quyết, đó là bốn cái tiêu chí mà anh em nhà Thành Sóc Trăng để tuyển và lựa chọn cho tất cả các bạn làm giống. Và ở đây thì anh em nhà Thành Sóc Trăng, đối với những cái cặp cá giống đó thì bao luôn cái chất lượng cái bầy cá con khi chúng ta ép ra, một cái cặp cá cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp từ trống đến mái các bạn nha. Đây là những cái cặp cá rất là tơ các bạn, nó vừa mới full màu thôi, đậm màu thì chưa đâu các bạn nhìn thấy không, nó rất là tơ. Và khi chúng ta ép ra thì nó phun màu và đậm màu rất là nhanh, và lúc đó thì em nó rất là hoàn hảo các bạn nha. Vừa qua anh em nhà Thành Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cặp cá quay theo yêu cầu của khách hàng. Nếu các bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like, subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nha. BBT khám phá sở thích Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.